bước thứ tư đó là xem thử là gì, à, tính suy vượng, suy vượng của hào hào thế. Lưu ý cái bước này mình cũng ghi luôn, đó là xem cho người khác, xem cho người khác cũng không cần xét, cũng có thể bỏ qua cái bước này. Tức là bước 3 và bước 4 á, khi mà chúng ta xem cho người khác chúng ta có thể bỏ qua cũng được, không cần xét để nó cũng được, không sao. Nhắc lại bây giờ quay lại cái suy vượng của hào thế. Để tính suy vượng của hào thế thì đầu tiên chúng ta có một cái lưu ý thôi như sau. Đầu tiên là so sánh theo thứ tự. So sánh theo thứ tự năm trước rồi đến tháng rồi đến ngày. Đó, mọi người lưu ý nha, chúng ta cứ đi theo cái thứ tự này cho mình. Đầu tiên tính năm trước, sau đó tính tháng, sau đó mới tính ngày, thì lúc đó các bạn mới so, các bạn mới không có bị lúng túng. Còn nếu như nhiều bạn cứ nhìn vào ngày rồi nhìn vào tháng sẽ bị lúng túng. À, bị lúng túng, cái lúng túng mà dễ gặp nhất là hay dễ bị thiếu sót nhất đó là cái ám đồng nhé, đúng không? Bởi vì khi mà chúng ta so tháng trước và chúng ta so đến ngày, ví dụ như tháng hao đó trong tháng vườn mà được ngày xuân thì gọi là ám đồng, đúng không? Còn khi mà chúng ta đi so ngày trước mà chúng ta đi so tháng sau thì dễ lắm vào cái tình trạng là quên năng là cái hao đó là ám đồng hay là bị nhật xung, là bị nhật phá. Cho nên là chúng ta cứ cố gắng chúng ta đi theo cái thứ tự này cho mình ha. Và thực tế mà nói thì đến cái bài hôm nay thì các bạn cần phải mua cái tài liệu của mình rồi. Bởi vì nếu như các bạn không mua cái tài liệu của mình thì sau này mình sẽ lấy toàn là cái ví dụ đóng cái tài liệu này thì các bạn sẽ bị thiếu sót, hoặc là cả mình sẽ có một số cái kiến thức về lý thuyết á là mình giờ trong cái quyển sách này, mình nói các bạn đọc trong cái quyển sách này để mình tiết kiệm cái thời gian đấy, thì nó sẽ bị thiếu sót. Nên cái quyển sách này thực sự nó cũng rất là rẻ thôi, không đáng bao nhiêu tiền hết, nên các bạn cố gắng chúng ta mua để chúng ta theo dõi các cái bài học của mình ha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu như các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn cái bộ môn này thì các bạn cũng có thể đăng ký cái khóa học online của mình. Thì hiện tại mình cũng đã có những cái khóa học online của rất là nhiều cái bộ môn khác, trong đó là có bộ môn kinh dịch này. Thì các bạn ai có nhu cầu tìm hiểu sâu thì các bạn có thể đăng ký học online. Bởi vì rõ ràng là khi mà mình dạy ở trên bảng, mà mình dạy trên YouTube này thì mình cũng không thể đi chuyên sâu được, mà mình cũng chỉ đi ở một cái mức độ nào đó để cho tất cả các bạn chúng ta nắm được thôi. Còn đi chuyên sâu vào nó có rất là nhiều vấn đề, chúng ta hay gọi là nhiều bí kíp đó, thì cần phải học trực tiếp. Bước thứ tư là tính suy vượng của hào thế. Thì đầu tiên là mình so sánh theo cái thứ tự năm trước này, xong rồi đến tháng này, xong rồi đến ngày. Thì đối với năm thì chỉ tính thái tuế và tuế phá. Nếu không lâm thái tuế, không lâm tuế phá thì không cần phải xét. Tức là thái tuế có nghĩa là cái hao đó là cùng địa chi với cái năm, địa chi của năm thì gọi là thái tuế. Tuế phá tức là hao đó mà là xung với địa chi của năm thì mình gọi là tuế phá. Ví dụ như mình có hao mão, đúng không? Ví dụ mình có hao mão mà cái năm giao quẻ của mình là năm mão, thì mình thấy rằng là mão và mão là giống nhau thì cái đó mình gọi là lâm thái tuế. Hao mão lâm thái tuế. Tương tự như vậy, hao mão nhưng mà năm giao quẻ là năm dậu thì mão với dậu thì xung nhau thì mình gọi là hao mão là bị tuế phá. Tương tự như vậy, giả sử như là mình gieo quẻ là được hao tí, nhưng mà mình gieo trong năm tí thì mình gọi là hao tí là lấm tuế phá, lấm thái tuế. Còn ví dụ như hao tí nhưng mà mình gieo trong tháng năm ngọ mà mình có hao tí, thì tí với ngọ xung nhau thì mình gọi là hao tí là bị tuế phá. Thì đối với năm thì mình chỉ xét hai cái trường hợp đó thôi, còn nếu như không phải thái tuế, không phải tuế phá thì còn bỏ qua, không cần phải nói đến. Đối với tháng chúng ta cùng xét theo thứ tự như sau.
nhập mồ trước. Rồi, tiếp tục. Thường thường là mồ này cũng có thể đi về tuyệt. Tiếp tục là chúng ta mới xét đến tam hợp cục, rồi đến nhì hợp, đến nhì xung, và sau đó mới xét đến ngũ hành. Mọi người lưu ý cái này nhé. Cái câu này nhìn vậy thì cực kỳ quan trọng nhé. Câu này các bạn cần phải đóng khung, bởi vì các bạn sai nhiều nhất là sai ở chỗ này. Mình nhầm thằng mình các bạn sai nhiều nhất là sai chỗ này, bởi vì các bạn khi mà các bạn xét vào cái hào từ một cái là các bạn đưa vào cái ngũ hành ngay. Cái thói quen của bạn là vậy. Ví dụ mình thấy cái hào này là ngũ hành là gì, xong rồi tháng ngũ hành là gì, ngày ngũ hành là gì, tính sinh hay là tính khắc, bị nhầm lẫn liền. Các bạn phải đi theo từ từ này, lúc đó mới chuẩn được cho các bạn ha. Đầu tiên là mình xem thử, ví dụ cái tháng đúng không, tháng đầu trước đúng không, mình xem thử cái hào đó, trong cái tháng đó thì hào đó có bị nhập mồ không, hào đó có bị tuyệt không. Cái thứ nhất là thầy không nhập mồ hay không bị tuyệt, xong rồi chúng ta mới xét là cái hào đó có tám hợp cục không, cái hào đó cùng với một hào cả cùng với là cái tháng có năm trong tám hợp cục không. Mà đương nhiên tám hợp cục thì phải có điều kiện. Thì điều kiện của tám hợp cục thì từ từ chúng ta sẽ học sau, chứ không phải là từ có ba đủ ba con là tám hợp cục đâu, nó phải có cái điều kiện riêng của nó nữa. Thì tạm thời chúng ta có thể tạm hiểu rằng là mình phải xem thử cái hào mình cần xét kết hợp với tháng, kết hợp với một cái hào khác trong quẻ có thành tám hợp cục không. Nếu thành tám hợp cục thì phải ưu tiên tính nó trong tám hợp cục trước, được chưa? Rồi nếu như không tám hợp cục thì bây giờ xét tiếp có gì hợp với tháng hay không, tức là hào đó với tháng có gì hợp hay không. Và lưu ý khi mà trong những cái bước này đó, trong những bước này thì không cần quan tâm đến ngũ hành, chưa cần quan tâm đến ngũ hành gì hết, các bạn cứ xem như thế này cho mình, mặc kệ ngũ hành của hào đó với của tháng là gì, cứ thi theo đúng từ từ. Như vậy đến bước này chúng ta xem thử cái hào đó và cái tháng có gì hợp được hay không. Gì hợp được thì mình xét gì hợp, bởi vì gì hợp thì được tháng pho trợ thì sẽ vừa. Không phải gì hợp thì chúng ta phải xét tiếp có xung hay không, có xung nhau hay không, đúng không? Nếu xung nhau thì sẽ như thế nào, và không xung nhau thì lúc đó chúng ta mới xét đến ngũ hành. Lúc đó chúng ta mới so cái ngũ hành của cái hào thể này với cái tháng này, xem thử nó tương sinh, nó tương khắc hay nó cùng ngũ hành, thì lúc đó chúng ta mới tính cái suy vượng của nó. Và mọi người lưu ý đến cái bước này chúng ta cũng chỉ cần nhớ đến hai chữ suy và vượng mà thôi. Tức là được sinh được phò trợ thì mình tạm gọi là vượng, và bị tiết chế hoặc là bị khắc hoặc là đi khắc người ta thì mình gọi là suy. Chứ các bạn không cần nhớ đến vượng tượng hữu tu từ thì cái đó đối với các bạn học quen rồi thì không có sao, nhưng mà đối với các bạn mà mới học thì chúng ta nhớ nồi nhớ hết nắm cái trạng thái đó thôi cũng là mệt rồi. Cho nên là chúng ta không cần, chúng ta tạm thời bỏ qua, sau này chúng ta rành rồi chúng ta đọc lại chúng ta rất là dễ hiểu. Còn bây giờ các bạn chỉ cần nhớ cho mình là gì, suy và vượng. Vượng có nghĩa là cung ngũ hành thì vượng, được sinh thì vượng, tạm thời mình sẽ hiểu như vậy, hoặc là được phò trợ thì là vượng. Còn suy, suy là khi mình sinh cho nó, hoặc là mình khắc nó, hoặc nó khắc mình thì đều được gọi là suy, hoặc là nhập mồ hoặc là tuyệt thì đều được gọi là suy. Tạm thời sẽ hiểu như vậy cho nó đơn giản đó. Như vậy so với tháng đúng không, như vậy so với tháng thì chúng ta cùng sẽ có một cái kết luận nhỏ. Kết luận nhỏ là vượng hay suy, vượng hay suy so với tháng đó. Đấy là một cái kết luận nhỏ, tức là cái hào thể này này sẽ vượng hay suy trong cái tháng đó, cái tháng nó sẽ què. Tiếp tục đến bước thứ chưa xong bước này, tiếp tục là sau khi đối với tháng thôi thì cuối cùng nó sẽ so đối với ngày. Đối với ngày thì chúng ta cùng xét tư giống như tháng vậy đó, cùng theo thứ tự giống như xét với tháng luôn. Đầu tiên là cùng nhập mồ, xét nhập mồ, tuyệt, tám hợp cục, nhì hợp, nhì xung, sau đó cuối cùng mới đến ngũ hành là cuối cùng.
giống y như là tháng, nhưng mà lúc này là chúng ta xét về ngày. Và sau cái bước này thì chúng ta cũng sẽ có một cái kết luận nhỏ, đó là cái hao thế này nó vượng hay là suy trong cái ngày giao quẻ. Trong ngày giao quẻ đó. Và sau khi có được cái hai cái kết luận nhỏ này này, hoặc là ba cái kết luận nhỏ này này, thì lúc đó chúng ta mới suy ra tiếp, đúng không? Là cái kết luận của riêng cái bước 4 này là kết luận là hao thế vượng hay là suy, hay suy trong bước 4. Thì lúc này mình bắt đầu mình phải cân nhắc giữa hai cái lực lượng, lực lượng nào tốt hơn. Ví dụ như bên này làm cho vượng mà bên này làm cho suy, thì mình xem là lực lượng bên này nó mạnh hơn thì hao này vẫn còn được vượng, còn mà lực lượng làm cho vượng mà nó yếu thế hơn lực lượng làm cho suy, thì mình lại xét là cái hao đó, mình lại tính cái hao đó là bị suy. Mà lúc đó thì rõ ràng là mở ngoặc đây mình phải có sự là cân nhắc, gọi là mình hay gọi là cân nhắc hoặc là cân đo đong đếm, giữa các lực. Rồi tạm thời là mình dùng cái từ này, tức là lực của tháng hay là lực của ngày hay là lực của sau này, thậm chí còn phải so lực của hao đồng nữa kìa. Nhưng mà hao đồng thì chúng ta sẽ xét tiếp sau. Rồi như vậy là xong cái bước 4, tiếp tục đến bước thứ 5.